Phần tiếp là phần profile. Cái này mới là nhiều cái lưu ý này. Khi mà làm liên quan đến profile thì rất nhiều cái nhiều điều cần phải lưu ý. Nhất là một cái nick mà mình mới mua về ấy, thì mấy cái việc mà không được phép làm. Nó là gì? Là đổi email, xóa email, xóa số điện thoại, đổi mật khẩu, mấy cái đấy. Đây này, ví dụ cái xóa mail này, xóa số điện thoại này, change path này, là khi nick mới thì không được làm với cái điều đấy, thì từ từ chờ nuôi được khoảng 1 tuần, 7 ngày đến 10 ngày, mỗi ngày chỉ làm một cái thao tác thôi. Có những cái thao tác liên quan đến bảo mật, thằng Facebook nó rất khắt khe thì mình phải làm từ từ. Ví dụ như là nick mới về thì đầu tiên anh em có thể là đổi cái avatar, đổi cover. Thì để đổi cover ấy thì anh em tích vào phần đổi cover đây, tích vào đây, nó sẽ cho mình hai cái thư mục. Đây là thư mục ảnh avatar, thế mình phải copy toàn bộ ảnh avatar vào đây, ấn vào đây ra thư mục ảnh cover, copy ảnh cover vào đây. Đấy, sau khi copy xong thì mình chọn ở đây là nó sẽ chèn avatar, nếu như là nick đã có avatar sẵn hoặc là không, nếu mà có rồi thì không muốn chèn đè thì thôi, còn vào đây thì nó sẽ tự nó xóa cái cũ đi. Để anh em tích vào phần trên cover là tool nó sẽ đổi ảnh cover phần trên avatar đi. Avatar đâu? Đây, hai cái này. Đấy, nó sẽ đổi ảnh cover và avatar. Tích vào đây thì nó sẽ đổi cái bảo mật hai lớp. Nếu như là đã có bảo mật hai lớp rồi, nó sẽ đổi cái mới, chưa có thì nó thêm cái mới. Nhá, em lưu ý là như này nhá, cái phần 2F3 này, chưa có thì thêm, có rồi thì đổi, nó sẽ bỏ cái mã cũ đi, nó sinh ra cái mã mới. À, tự làm đúng không? Mình không cần phải Đúng can rồi, tự thiệp làm gì. hết, chỉ tích vào thôi. Rồi rename thì đây, anh em lưu ý là gì, cái phần rename này ấy, thì nó sẽ lấy tên từ đây, cái first name và cái last name ở đây. Được chưa? Mình phải đặt lớn lên last name này, đặt first name này. Thì bao nhiêu cái tên này thì anh em tự đặt đây thôi, được chưa? Nó sẽ lấy từ chỗ này ra. Lấy ngẫu nhiên tên tích vào đây thì tool nó sẽ tự vào, nó sẽ đổi cái tên cũ đi. Nhưng cái đổi tên cũ này ấy, là cũng phải nuôi được tầm khoảng 1 tuần rồi ra hãy đổi, đừng có đổi ngay. Mang về mà đổi ngay mà cứ đổi liên 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 tục nhiều yếu tố là khả năng sẽ bị toang nick rất là cao. Cái clear login history ở đây. Ví dụ những cái máy nào mà những cái nick mà đã đăng nhập ở nhiều nơi rồi ấy, trên 3 lần. Đấy, 2 3 lần, 3 lần trở lên thì tool nó sẽ tự vào cái phần lịch sử, nó thấy cái lịch sử đăng nhập và nó xóa nó đi. Nó sẽ thoát hết đăng nhập khác, chỉ còn đăng nhập một lần duy nhất ở trên cái máy này thôi. Này thì không ảnh hưởng đúng không? Cái này không ảnh hưởng. Cái vari nick clone cái này thì bây giờ đang rất là khó, và cái việc là mua cái nick nobody về để vary, những con đấy thì tạm bỏ qua đi, bây giờ chạy chạy qua suốt mỗi ông một nghề thôi, nhưng còn để cho những anh em chuyên rep có nghề nó sống, anh em mình ăn hết cả phần việc của mấy ông rep hết.
Checking for đây thì nó cũng có cái bio này, work education này, city hometown với cả cái favorite đấy, bốn những cái này thì anh em tự điền thông tin đây, thích là cái gì thì điền vào, sau đấy mình tích vào cái mục checking for ở đây thì lúc chạy tool nó sẽ tự động vào cái phần thông tin của từng nick một, cái nào thiếu thì nó sẽ bổ sung. Cái Eastern Article, cái này là đọc bài viết cho những anh em chơi IA. Tool nó sẽ tự kích vào bài viết này và nó lướt tường, thì anh em lấy cái full link ở đây nhé, lấy full link, ông nào chơi IA thì sẽ biết, ông nào không chơi thì không biết nó là cái gì đâu. Cái này để làm gì anh? Nhưng ông kiếm tiền bằng quảng cáo thì dùng biết cái này. Đấy, anh em chơi IA thì cho full link vào đây, tool cho comment đây, tool nó sẽ tự động nó sẽ vào đúng những link bài viết này và nó lướt. Mình kích vào cái phần Eastern Article đây. Recover path thì cái này với điều kiện là anh em phải có sẵn email, mail nó phải đúng nick, có mail. Thế nếu như mà trường hợp mà nick nó bị mất password ấy, bị sai password ấy, thì tool nó có thể recover lại được. Ấn vào đây, nó sẽ tự recover lại được. Unlock checkpoint. Cái unlock checkpoint này là gì? Unlock checkpoint ở đây thì khi bị checkpoint thì mình ấn vào cái nút unlock này. Thì hiện tại tool đang hỗ trợ là unlock đối với những nick có email là Hotmail, Outlook mail và mail domain. Nếu như có ba cái đấy thì tool nó sẽ lấy tự động về được, còn nếu không có thì chịu, tool cũng không lấy được cho anh em cái việc đấy. Nếu vậy thì bây giờ cái của em chạy cũng đang rất nhiều cái bị checkpoint á, thì có xài cái này lại được không? Cái checkpoint thì bây giờ phải vào cái checkpoint đấy để mình xem là nó có hỏi về mail hay không. Nếu nó hỏi được về mail thì anh em có thể làm được, còn nếu nó không hỏi về mail thì không làm được. Thì sao mình biết được? Mình phải vào từng nick mình coi. Vâng. 5 giờ thì nhân viên em lại về, hết giờ nó về rồi, tí nữa nó lại có người trực, anh hỏi đi em xử lý đâu. Vâng. Thế thì có, anh chắc đang Zalo đúng không? Anh cứ trả lời qua Zalo cho em đi, sáng mai nhân viên em đến nó sẽ xử lý cho anh nhé. Vâng. Bây giờ thì phải cho nó checkpoint xong rồi nhìn mắt thôi, phải dùng cả mắt xử lý nữa chứ tool không giải quyết được hết cho mình tất cả từ A đến Z, mình không biết nó là cái gì thì nó chạy đến đấy là nó cũng dừng hết. Phải chạy vào checkpoint để xem là checkpoint dạng gì, như thế nào thì lúc đấy mình mới gỡ được, chạy một lượt nó sẽ báo là checkpoint dạng gì hết, cứ mai cho chạy đi là biết. Checkpoint dạng gì thì giờ mình kiểm tra sao? Em phải cho nó chạy một vòng gỡ checkpoint đã, thì lúc nó sẽ hiện ở cái thông báo này này, checkpoint dạng gì nó sẽ hiện trên cái phần message này này. Rồi, em thấy là nó đây là login checkpoint không à? Nó còn cái phần thông báo bên tay phải nữa này. Thì để cái chỗ phần mail mình coi chỗ nào ạ? Checkpoint thì nó sẽ có mấy dạng. Là checkpoint dưới dạng chết hẳn, là không gỡ được. Hai là checkpoint đòi số điện thoại. Ba là checkpoint đòi mail. Nếu mà cái nào có mail thì ok, lấy về rất là ngon. Còn những cái không có mail, nó có số điện thoại thì bây giờ mình không có số điện thoại lấy thì chịu, cái đấy phải bỏ. Thì cứ đi vào thực tế là thò tay cho nó gỡ ra thì mới biết được ngay. Rồi, cái đó chắc để hỏi anh sao. Phải chạy thôi, cái đấy anh phải chạy thôi, chạy ra một loạt đi thì nhìn được biết ngay mà. Tiếp là cái public post. Public post này là gì? Public post này thì thực ra là ấn vào đây xong chạy lần đầu tiên, mỗi nick chỉ cần một lần thôi. Nó có tác dụng là biến cái tài khoản cá nhân của mình, tất cả các bài viết trở thành public cho người bạn bè có thể nhìn được. Cái thứ hai là nó chặn tất cả những cái thằng mà hay tag bài, hay tag mình ấy, tag mình vào bài viết ấy, thì cái này nó chặn luôn. Đấy là hai cái quan trọng nhất của cái việc này là như này.
Còn link code, cái info em bên đây, cái này thì nếu anh em tích vào đây, khi mà trường hợp anh em đổi tên ý, thì anh em phải tích vào đây để cho tool nó lấy lại cái tên mới về, chứ còn không có thì không biết được nó lấy. Cái này là cập nhật lại thông tin nick. Backup friend là những nick mà có nhiều bạn thì tool này nó sẽ lưu lại cái thông tin của từng bạn bè để sau này nếu có bị checkpoint thì gỡ lại. Đấy, import contact. Import contact này có tác dụng là gì? Đây, anh em thả vào chỗ này là danh sách số điện thoại. Thế thì tool nó sẽ lấy ngẫu nhiên 100 số điện thoại để nó đưa vào trong cái danh bạ của cái nick mà mình đang hoạt động ấy. Lúc đấy nó sẽ lấy 100 cái điện thoại đấy, số điện thoại đấy up lên Facebook để bảo thằng Facebook là đây là bạn của tao, thì thằng Facebook nó sẽ gợi ý cho những cái người đấy để mình kết bạn cho dễ. Thì những cái kết bạn theo gợi ý đấy thì nó đỡ bị checkpoint. Anh hướng dẫn lại giùm em cái này đó, tại vì cái này nếu mà dạng như là kết bạn mà theo cái contact này là cũng có thể dùng nhiều. Cho vào đây khoảng 10.000 số điện thoại. Cho vừa đó nha, đừng cho nhiều. Đợt trước có ông cho 2 triệu số. Ôi giời ơi. Tun nó chạy mẹ lên đến đấy, nó ngồi nó đọc 2 triệu số vãi cả trưởng, nên treo đỡ đờ lên. Nhiều quá. Tầm 50.000 số thôi. Dạ. Xong rồi lát name rồi này kia nữa là gì? Đó, mỗi một cái name thì nãy anh nói name rồi. Từng cái một, mỗi cái này có rất nhiều công dụng. Đấy, phone number thì vào đây. Mình nhớ là cái phần này liên quan đến contact thì nó là phone, mình thả phone ở đây xong lưu lại. Thì chỉ tích vào đây thôi, còn lại là việc của tool nó làm tất, mình không phải động gì cả. Đấy, trên pass đây, anh em đặt pass vào đây. Password của tài khoản hả? Password của tài khoản, nếu muốn password của nó cố định thì đặt vào đây, còn không để trắng này thì nó sẽ random, nó sẽ lấy 10 ký tự random, được chưa? Cái security and login. Cái security and login này là gì? Thì thực ra anh làm ở đây ấy, chỉ có mỗi tác dụng duy nhất là để cho khi mà nick đăng nhập xong ấy, nó sẽ nhảy vào cái phần thiết bị để cho anh em nhìn được là cái đấy, cái thiết bị này đã được đổi thông tin đúng hay chưa. Mỗi tác dụng đấy thôi, cái này thì không quan trọng lắm. Trên email. Trên email này ấy, thì thực ra là nó là tính năng add email thôi, add thêm email vào cho nick thôi. Ví dụ như là cái nick mình có mail rồi thì mình có đây. Mình có thể dùng là Hotmail. Nó sẽ lấy cái mail này nó thay vào cái mail đang có. Hoặc là dùng API, mình mua API của các đơn vị. Hoặc là dùng mail domain đây. Đấy là ba cái nó thay đổi email làm gì ạ? Đổi email, ví dụ em mua một cái nick về nhá, là nó có cái mail sẵn của thằng chủ trước ấy. Thì bây giờ mình muốn là mình tá cái mail đấy ra, tại vì mình nếu mà mình có password rồi thì không sao, nhưng mình không có thì mình phải đá nó ra để mình thay cái mail của mình có password để sau này mình checkpoint mình lấy lại được. Đấy, tác dụng thế thôi, đổi email thế thôi. Mail thì dùng đến ba cái này là vary đến cái đoạn thông tin để mail đây. Remove email thì lên nó sẽ xóa cái mail cũ đi. Remove phone nó sẽ xóa phone nếu có. Nhưng mà ba cái này lưu ý là không nên làm ba cái này cùng một ngày nhá. Một cái một ngày. Hôm nay thêm mail rồi thì mai mới xóa, ngày kia xóa số điện thoại. Chứ làm luôn cùng một lúc là thằng nó đánh mình checkpoint như thường đấy. Nhưng mà nếu mà xóa email hoặc là xóa phone thì là nó sẽ xóa hết luôn hay là nó sẽ xóa và nó trừ lại một cái cuối cùng thôi? Đâu thì nó chỉ xóa những cái không phải là phone chính thôi. Phone thì nó xóa hết, mail thì nó để lại cái mail chính.
Đấy là xong cái phần profile đúng không? Còn tiếp luôn cái phần mic đây, cái này thì bên này mấy cái phần phụ thôi. Cái này dành cho những anh em bán hàng. Cái happy birthday này thì gọi là chúc mừng sinh nhật cho mỗi dòng một câu ở đây, mình vui vui ở đây thôi. Thì nó sẽ vào phần sinh nhật để nó chúc mừng. Cái review page thì anh em thả page ID vào đây. Và đây là những cái câu nội dung. Ví dụ như là sản phẩm tốt chẳng hạn. Một cái là chăm sóc khách hàng ngon. Đấy thì bao nhiêu câu này ấy, thì mỗi nick nó vào sẽ lấy một câu này để nó đưa vào cái phần review của cái page ấy. Đánh giá page là 3 sao 5 sao rồi đấy. Cái này là thống kê comment. Ví dụ thống kê inbox. Ví dụ bao nhiêu ông inbox với tất cả các cái nick của mình nó nằm ở đây. Ví dụ đây này, với nick này này. Có thằng hỏi đây này, giá bao tiền đây này. Đây mặt hàng này còn không này. À, thì nó sẽ lọc từng cái nick một ở đây để mình biết được, mình sẽ cho nhân viên ngồi xử lý. Cái rotate account, cái này là khi mà mình chạy này, ví dụ có 6 nick này mình chạy, thế thì chạy xong xong một tí nữa nó hết hết 6 nick thì nó nghỉ, thì mình đặt vào đây là rotate thì nó cứ hết 6 thằng nó lại quay lại từ đầu, cứ chạy hết lại từ đầu, hết nó lại quay lại từ đầu, được chưa? Cái shutdown này thì là tắt máy tính không? Chạy hết là tắt máy tính, tự tắt. Cái lốc này thì bỏ qua, cái này là phần hệ thống không? Check live before run, cái này thì cũng là auto rồi. Đây này, unlock này, hai cái thằng này nó sẽ tự làm việc với nhau. Nếu ấn checkpoint thì tự bỏ, bỏ checkpoint ra thì tự bật, cái đấy không phải tự động đến. Còn một cái phần quan trọng là cái phần marketplace, post và inbox. Đây, cái này là dành cho những anh em bán hàng. Cái này thì đấy, ông nào bán hàng vào đây thì sẽ biết. Này thực ra nó vẫn là, nó là cái form chính ở trên cái marketplace thôi, nó không khác gì cả. Mình đưa sản phẩm lên đây, đưa sản phẩm xong thì tool nó sẽ tự vào, nó lấy cái sản phẩm này nó đăng lên trên marketplace. Sau khi đăng xong thì có một cái phần inbox. Đây, vì là mình làm số lượng lớn nên mình không biết được là những cái nick nào khách nó trả lời, thì mình phải làm một cái phần reply inbox ở đây. Anh em gõ được cái trả lời thì tool nó sẽ tự động, nó sẽ vào từng cái inbox đấy, nó reply lại cho khách hàng. Thì khách hàng người ta sẽ tham gia theo cái link mình hướng dẫn. Cái ở trên là tạo, còn cái dưới là trả lời, tự động trả lời. Tạo cái trả lời. Cái report đây, cái này thì đang làm cái phần report cho page. Thực ra là cái đoạn report này nó hơi lằng nhằng, nó nhiều nhiều thứ quá. Bởi mỗi một thằng report nó lại có một kiểu khác nhau. Đấy, đâm ra là rất là phức tạp cái đoạn report này. Ví dụ mình ấn một page nha lên ấy, đột có thằng thì nó lên một câu hỏi, xong nó ra một loạt trả lời, xong đi câu trả lời thứ hai lại ra một loạt câu trả lời thứ ba nữa. Thì cái này thì đây thì vì phải là anh đang mới làm được cái phần này, nhưng vẫn random thôi, chưa xử lý được dứt điểm cái đoạn này. Cái này phải đang chờ cập nhật thêm. Cái cloning for là cái này. Cloning for thì tính năng này là tính năng tôi bỏ đi, bỏ anh, tức là cái này là trước định làm thì thôi anh bỏ, anh sẽ không hiển thị cái này ra đâu, đang chưa chạy. Chỉ những cái tính năng chính để về phần nuôi nick của mình thôi. Phần tiếp theo cuối cùng là phần liên quan đến cái page. Page đây, tắt cái này đi đã, không nói nốt cho nó hết.